22 La Mã phẩm mắng nhiếc. 1. Mắng nhiếc. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc mạ lị các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm? Phạm tội bị tẩn xuất, chặt đứt con đường hướng thượng, hay phạm một tội nhiễm, hay cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, mắng nhiếc mạ lị các vị tu phạm hạnh, phỉ báng bậc thánh, vì ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 2. Đấu tranh. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, là người gây ra cãi cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đấu tranh, là người gây ra các cuộc đấu khẩu, là người gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vị ấy được chờ đợi năm sự nguy hại. Thế nào là năm? Không chứng điều chưa chứng được, thối thất điều đã chứng được, tiếng ác đồn khắp, khi mạng chung tâm bị mê loạn, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Tỷ kheo nào, này các tỷ kheo, gây ra cãi cọ, gây ra tranh luận, gây ra đấu tranh, gây ra các cuộc đấu khẩu, gây ra kiện tụng trong tăng chúng, vì ấy được chờ đợi năm sự nguy hại này. 3. Ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm sự nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới do nhân phóng dật, bị tổn thất tài sản lớn. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ nhất cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với kẻ ác giới, phá giới, tiếng ác đồn xa. Này các tỷ kheo, đây là sự nguy hại thứ hai cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng sát đế lị, hoặc hội chúng bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng sa môn, vị ấy đi đến hội chúng ấy có sợ hãi, có hoang mang. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ ba cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, khi mạng chung tâm bị mê loạn. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ tư cho kẻ ác giới, phá giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, kẻ ác giới, phá giới, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là nguy hại thứ năm cho kẻ ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ ác giới, phá giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích cho vị có giới, đầy đủ giới. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, do nhân không phóng dật, thâu được tài sản lớn. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ nhất cho vị giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với người giữ giới, đầy đủ giới, tiếng lành đồn xa. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ hai cho kẻ giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, có đi đến hội chúng nào, hoặc hội chúng sát đế lị, hoặc hội chúng bà la môn, hoặc hội chúng gia chủ, hoặc hội chúng sa môn, vị ấy đến không sợ hãi, không hoang mang. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ ba cho người giữ giới, đầy đủ giới. Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi mạng chung tâm không bị mê loạn. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ tư cho người giữ giới, đầy đủ giới.
Lại nữa, này các tỷ kheo, người giữ giới, đầy đủ giới, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, đây là lợi ích thứ năm cho người giữ giới, đầy đủ giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho vị giữ giới, đầy đủ giới. 4. Người nói nhiều. Có năm nguy hại này cho người nói nhiều. Thế nào là năm? Nói láo, nói lời hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ nói nhiều. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người nói vừa phải. Thế nào là năm? Không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho kẻ nói vừa phải. 5. Không kham nhẫn. Có năm nguy hại này cho người không kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng không ái mộ, không ưa thích, nhiều người hận thù, nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại cho người không kham nhẫn. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. Thế nào là năm? Quần chúng ái mộ và ưa thích, không có nhiều người hận thù, không có nhiều người tránh né. Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có kham nhẫn. 6. Không kham nhẫn. Như kinh trên số 215, chỉ thế vào mục 2, thay câu nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, bằng câu là người hung bạo, là người không hối quá. 7. Không tịnh tính. Có năm nguy hại này, này các tỷ kheo, cho người không tịnh tính. Thế nào là năm? Tự mình chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, quở trách, tiếng ác đồn xa. Khi mạng chung, tâm bị mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho vị có tịnh tính. Thế nào là năm? Tự mình không chỉ trích mình, bậc có trí sau khi suy xét, tán thán, tiếng lành đồn xa. Khi mạng chung, tâm không mê loạn. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tính. 8. Không tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho kẻ không tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tính không được tịnh tính. Một số tư tưởng đã tịnh tính có thể đổi khác, không làm theo lời dạy của bậc đạo sư. Thế hệ tiếp bắt chước theo tà kiến, tâm không được tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho những người không có tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho những người có tịnh tính. Thế nào là năm? Những tư tưởng bất tính được tịnh tính. Những tư tưởng tịnh tính được tăng trưởng. Lời dạy của bậc đạo sư được làm theo. Thế hệ tiếp bắt chước theo tri kiến, tâm được tịnh tính. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người có tịnh tính. 9. Lửa. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong lửa. Thế nào là năm? Có hại cho mắt, tổn hại dung sắc, tổn hại sức mạnh, quần chúng tụ họp tăng trưởng. Các câu chuyện về bàn sanh được nói lên.
Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở trong lửa. 10. Tại Madura, có năm nguy hại này tại Mahura. Thế nào là năm? Không bằng phẳng, nhiều bụi bặm, có chó dữ, có các loài dạ xoa bạo ngược, đồ ăn khất thực khó kiếm. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này ở Mahura. 23 La Mã phẩm du hành dài. 1. Du hành dài, có năm điều nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích, thế nào là năm? Không nghe điều chưa được nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều đã được nghe, cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, không có bạn bè. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người sống du hành dài, du hành không có mục đích. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này cho người sống có mục đích. Thế nào là năm? Nghe điều chưa được nghe, làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, không có sợ hãi một phần điều đã được nghe, không cảm xúc bệnh hoạn trầm trọng, có bạn bè. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, cho người sống có mục đích. 2. Du hành dài. Giống như kinh trên số 221, chỉ có khác là thay vì. Không nghe điều chưa được nghe, không làm cho thanh tịnh điều đã được nghe, có sợ hãi một phần điều đã được nghe. Thời được thế vào, không chứng đắc điều chưa được chứng đắc, không làm cho thanh tịnh điều đã được chứng đắc, không có không sợ hãi một phần điều đã được chứng đắc, với những thay đổi cần thiết. 3. Sống quá lâu. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là năm? Đồ dùng nhiều, cất chứa nhiều đồ dùng, nhiều dược phẩm, cất chứa nhiều dược phẩm, nhiều việc làm, nhiều công việc phải làm, không khéo léo trong những công việc gì phải làm, sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ, và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đó là năm nguy hại nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Đồ dùng không nhiều, không cất chứa nhiều đồ dùng, dược phẩm không nhiều, không cất chứa nhiều dược phẩm, không có nhiều việc làm, không nhiều công việc phải làm, khéo léo trong những công việc phải làm, không sống lẫn lộn với gia chủ và xuất gia, không tùy thuận trong sự liên hệ với gia chủ, và khi ra đi bỏ trú xứ ấy, ra đi không với sự luyến tiếc. Này các tỷ kheo, đây là năm lợi ích nếu sống đồng đều tại một chỗ. 4. Sống quá lâu. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ, thế nào là năm? Sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với đồ vật cúng dường, sang tham đối với công đức, sang tham đối với pháp. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, nếu sống quá lâu tại một chỗ. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ, thế nào là năm? Không sang tham đối với trú xứ, không sang tham đối với gia đình, không sang tham đối với đồ được cúng dường, không sang tham đối với công đức, không sang tham đối với pháp. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, nếu sống đồng đều tại mỗi chỗ. 5. Viếng thăm gia đình. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, cho người viếng thăm gia đình, thế nào là năm? Phạm lỗi không mời mà đến, phạm lỗi ngồi một mình, phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo, phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn 5-6 chữ, sống với nhiều suy tư về dục. Này các tỷ kheo,
có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. 6. Viếng thăm gia đình có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình, thế nào là năm? Luôn luôn thấy nữ nhân, do thấy nên có liên hệ, do có liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật nên có cơ hội để tư thông. Khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như sau: sẽ không có hoan hỷ sống phạm hạnh, hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô, hay từ bỏ học giới, trở lui lại đời sống thế tục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. 7. Tài sản. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản, thế nào là năm? Tài sản bị nguy hiểm về lửa, bị nguy hiểm về nước, bị nguy hiểm về chua, bị nguy hiểm về trộm cướp, bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. Thế nào là năm? Nhờ tài sản tự làm cho được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho mẹ cha được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho vợ con, các người phục vụ, các người làm công được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy, làm cho bạn bè thân hữu được an lạc, hoan hỷ và chân chánh duy trì sự an lạc ấy. Đối với các vị sa môn, bà la môn, cung cấp các sự cúng dường hướng thượng, đưa đến an lạc, dị thục, liên hệ đến cõi trời và dẫn lên thiên giới. Này các tỷ kheo, có năm lợi ích này trong các tài sản. 8. Bữa ăn. Có năm nguy hại này. Này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm phi thời sau giờ ngọ, thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm không cúng dường đúng thời, đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng không cúng dường đúng thời, đối với các sa môn bà la môn chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không ăn phi thời, không cúng dường đúng thời, các người phục vụ, người làm công việc không được thoải mái. Lại nữa, khi còn ăn phi thời, thời các món ăn thiếu chất bổ dưỡng. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong gia đình ăn cơm quá chiều sau giờ ngọ. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời, thế nào là năm? Đối với các khách đến thăm, cúng dường đúng thời, đối với chư thiên lãnh thọ các vật cúng, cúng dường đúng thời, đối với các sa môn bà la môn chỉ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời, cúng dường đúng thời, các người phục vụ, người làm công việc được thoải mái. Lại nữa, khi ăn đúng thời, các món ăn có đầy đủ chất bổ dưỡng. Có năm lợi ích này. Này các tỷ kheo, trong gia đình ăn cơm đúng thời. 9. Rắn đen. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong con rắn đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm? Không thanh tịnh, hôi thối, sợ hãi rụt rè, đáng sợ hãi, làm hại bạn. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại trong nữ nhân. 10. Rắn đen. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Thế nào là năm? Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn.
Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong con rắn đen. Cũng vậy, này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân. Thế nào là năm? Phẫn nộ, hiềm hận, có nọc độc, lưỡi chia hai, làm hại bạn. Ở đây, này các tỷ kheo, nọc độc của nữ nhân là như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn hay tham đắm. Ở đây, này các tỷ kheo, lưỡi chia hai của nữ nhân là như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn nói hai lưỡi. Ở đây, này các tỷ kheo, nữ nhân làm hại bạn như sau. Này các tỷ kheo, nữ nhân phần lớn ngoại tình. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong nữ nhân.